đứng ship với nhau. Đại diện cho Kim Đường này. Đúng rồi, là huấn luyện viên Kim Đường. Ai ba? Đại diện cho Kim Đường. Rồi. Cái này lấy bóng nhá. Cái này không. Tuấn Anh đây, Tuấn Anh. Kể không có quay cầm này nghe mỏi tay nhờ. Ông trọng tài viên góc kia gái ông Thanh ơi. Góc kia gái ở đây có đâu. Rồi bắt đầu. Bấm giờ chưa anh? Bấm giờ đấy. Bấm giờ rồi mà. Bấm giờ rồi, ok. Ui giời ơi. Để 20 phút chú ạ. Rút. Goal. Thôi. Quá sớm thế. Này lại phải đi nữa rồi. Bạn lên bạn xuống. Chuyền anh. Bình tĩnh thôi. Anh thì ui giời. Hai quả đều từ nay đi bàn. Cái này, khi nào một bạn tranh nữa chưa lùi bạn kia tấn công. Hai quả đều từ nay đi bàn. Nhớ là mình gọi nhau để tránh ra để. Vào. Em ơi. Lôi xuống. Mấy đứa đồng lỗ này nó khỏe, cái lồng cũng mạnh. Có ấy không? Có tập không? Có. Thật sự. Như là cái tay chảo ấy. Này nào tập chị. Anh thấy đá cái kiểu anh có cái môn trả cái môn nào. Để không biết đá bóng. chết rồi rồi. Vẫn tí ăn. Thằng đấy nó cũng nhanh hết đấy. Ôi giời ơi, tham bóng thế. Em ngồi nhiều chị vậy ít. Em ngồi đây em quay ngồi kia một vướng một cột điện. Xem một trận bóng đá đấy, Việt Nam đá nó sướng nữa. Hôm qua Việt Nam thắng đấy gì? Hôm qua nghiệp của cổ lô hết âm với nhà. Loạt cả lên hôm qua lúc thắng xong mấy thằng anh Yên nó
đi xe máy rất lầm đường. Lên phây cưa mầm các thủ không phải... xứng đáng rồi là tuyệt vời cái gì. Không, mấy thằng thanh niên cơ, nó chạy ra ngoài đường ở dưới này cơ chị ạ, không phải ở trên Hà Nội, Hà Nội gì. Vào đây. Bốn giờ xong mà. Chị cho xuống đây xem đá bóng luôn. Để con nát lại vòng về. Vào đây. Vào. Ôi, vào. Wow. Làm rồi. Quả hai. Vào rồi. Nó bắt được rồi nhưng mà lại bật ra, lẩy ra. Ra nó lại đá lần hai. Bật ra tốt hết nhưng mà. À nhưng mà lúc nãy là vào hết gôn rồi nó không được đá nữa chứ. Vào chưa hết. Thế hết à? Vào sát cầu môn rồi thì làm sao được lần hai. Ông Long nhà chị mổ chưa? Mổ rồi. Việt Đức hay Bạch Mai? Tỉnh chưa? Nếu hôm mổ hôm qua vào hỏi ngoại chưa tỉnh. Hôm nay tỉnh chưa vào. Chuyển được bảo hiểm lên đúng không ạ? Chuyển được. Trường hợp đấy, chuyển quá. Nó lên Vân Đình trước, chuyển sau rồi, chuyển trước. Nó cho Vân Đình giới thiệu đi còn gì? Vân Đình giới thiệu đi mà. Cái rượu thì toàn làm hại bao nhiêu người. Nói chung Tây Lan thì khoảng 70-80% là do rượu rồi. Tai nạn do sự cố bất thường thì nó. Đi rồi, vào rồi. Ôi giời. Ôi ơi. Stop. Cứ đá mạnh cả côn là vào rồi. Trọng tài chứng bỏ điện thoại ra. Trọng tài siêu phết nhỉ. Chú làm ấy đấy. Đội giờ trong tay nấm cờ. Đội trưởng ở đây, đội trưởng đội sân bóng ở đây. Thế đã nó uống rồi à? Sút vào rồi, quả kia. Hỗ trợ gì? Thế sáng nay có mỗi anh với Thịnh nào mà sao là? Anh Thịnh thằng Tuyến. Khánh có không? Sao thay áo khẩn trương lên? Đá vài cái mà đã mặt đỏ hết đi ra ngoài kia đá đi. Đá làm gì có mệt. Thế mà về ra chứ. Ôi cô ơi, đông lỗ chưa rồi cô ạ. Thì nó phá ra không có chết quả nữa rồi. Cái đường bắt bóng không dính. Thằng thủ môn kia là gì? Thủ môn bắt bóng bắt chân không dính. Nhìn nó yếu, có lúc nào bóng được áp đến đầu đây cầu môn này đâu. Bóng bên này nhiều. Bóng bàn ở sân bên này. Đứng lên em. Phát thẳng là ăn luôn. Phát thẳng ăn. Phát thẳng vào cầu môn đấy. Phát thẳng ăn luôn. Đấy. Quyến đánh vào bóng vào đấy, vào đi. Đứng vào. Xuống rồi, vào rồi. Đấy, tí nữa lần này mà vào là vào luôn này này. Đó, mạnh thế. Đông lỗ nó bắt bóng chân, bắt bóng dính lên. Bắt bóng dính. Tất cả các bạn học sinh vừa ra đây. Này xong là gặp đội nào đấy đang biết, thằng Vinh Huyện gặp đội nào đang biết. Xong quang quang ở khu đội này là hai đội này đi thì còn gì nữa. Ôi giời, cả hai đội này đi á? À? Ừ. Tưởng là đội nào thua được thôi. Hai đội đều đi. Thua gặp thua trên kia. Thua lại gặp thua trên kia, lo gì. Sếp xỉu chịu khó lấy hình ảnh ấy, ghi lại phết đấy. 8 phút rồi đấy. Tờ
tầm 8 phút thôi. Em đi đây 10 phút rồi mà, nhưng mà nãy loằng ngoằng trước đấy 1 phút nữa. Sao hết rồi? Chưa, chị. Chưa hết nửa hiệp. 20 phút cơ mà. Chưa hết nửa hiệp. Cái năm mấy năm trước mình làm trọng tài cái đội là trên đèo Đào Xá, ui trời, chạy về mệt. Xuống cái cái bắp giò. Cái thằng khu lớn nhà chị nó hay đá bóng lắm. Hôm thằng Cường nó cứ bảo hôm Tết nó bảo cháu về. Chị bảo cháu ra làm trọng tài cho em, trọng tài đá của các thôn đấy. Về bảo chị Cường bảo nhờ mình ra làm trọng tài thôi. Nó bảo mẹ thì đá bóng thì đá bóng các thôn, mẹ bảo con ra làm trọng tài vớ bẩn nó đánh cho. Trọng tài bắt xa đánh thật. Nó biết là thế, bảo nó biết là con mẹ đâu mà mẹ vớ bẩn. Thế mà thấy ta biết đâu, tao thấy nhận lời chú, tao bảo là mày đá bóng tốt thì thiếu trọng tài thì chú bảo ra bắt cho chú mấy trận. Bắt là bắt không chuẩn. Nó bảo mẹ đá bóng thì đá bóng ở lân nông thôn, lộn nhà lộn nhộn, mình mẹ bảo con ra làm trọng tài. Thì ta biết đâu, cứ tưởng là cứ bắt đấy thì được chú nhờ. Bắt là bắt mà kiểu không phải là mình thiên về đội nào, nhưng mà bắt không chuẩn á. Ừ, nghĩa là kể cả nó thua, nó kiểu thanh niên, nó ở thôn thì làm sao mà lấy được nó. Nó biết là con nhà cô nào biết trọng tài nó lộn ruột, nó đánh. Kiểu gì? Kiểu gì mà? Rồi, đây đám áp về đang nung nõ đây này. Bóng đẩy về đang sân nung nõ. Hay rồi, vào rồi. Đấy, phá mạnh vào đấy. Đấy, quyến cho một quả vào. Đấy. Để cho nó vào đông nó quả đi. Để con nó báo kết quả chứ không có là trắng không này. Đá đi. Đá. Mình chưa đá đi. Mạnh đá mạnh vào. Cho vào con đông nó quả. Đấy vào rồi, đấy vào đi. Gần tới nơi rồi không đẩy nó vào. Viên đấy, viên của thiên đường rồi. Thẳng vào côn luôn. Vào thẳng vào côn luôn. Thẳng vào côn am trái đây ấy đi. Đấy đấy. Bảo cái bạn áo vàng kia dẹp ra. Anh Thành xuống cổ vũ học sinh đi. Cứ đứng ngồi trên. Anh này có biết đá bóng đâu. Không biết thì hô cho sướng. Tốc độ lên. Nhanh lên. Cặp đúng hai rồi. Đội này có thằng điên. Gọi điện cho thầy Thanh, thầy Thanh này còn đang ăn cỗ này, gọi điện cho thầy Thanh. Chắc là không có huấn luyện, không huấn luyện viên. Đấy thằng kia sút ác hết. Quả bóng đẹp. Huấn luyện viên là phải cái trận này là phải đi chứ. Nó bị nộm ruột thế chứ thì mình không thấy nó, mình gọi điện nó mới bảo cháu không đi được. Đấy bây giờ nó cũng biết đá rồi đấy, lúc đấy nó chưa quen sân. Mới mẻ vào. Ừ, nó mới. Vào cá mẹ đánh đẩy quả là thấy mệt rồi. Đức vào hôi quả đi Đức ơi, vào đá cho kịp đường đi. Thường được mà, đá sáu cũng được mà. Rát nhà lớn thì rát rát. Chưa đá được, đá bóng lắm, ngày đá bóng ấy. Nó lớp 4 rồi, bé gì? Lớp 3 gì? Lớp 3, còn lớp 4. Bảo lớn hơn học sinh lớp 5 thì cả. Con nhà Tuân béo thì cả. Bố lúc nào cho đi ăn sáng. Quân là nhà ông Tâm ấy. Nhìn nó chắc thế kia. Sức lớn. Đây toàn chúng nó đá chứ đã cần gì huấn luyện viên đâu. Mỗi trọng tài đấy chứ cần gì huấn luyện viên đâu. Nó đá được thì. Xỉu vừa đi uống rượu về chạy tập thể dục ngon quá thì. Bác xỉu làm trọng tài ngon quá. Vừa đi uống rượu. Thế nhà ông thưởng họ nhà cháu này. Chuyển nhà mới à? Anh Thành nhà. Anh Thành nhà. Bố cho đi, bố cho đi xe máy về đi chết luôn.
không có hưởng ngay nó đi đâu không trở đi à? Hôm qua lai học sinh đi ấy rồi, đã cầu rồi 9 giờ thua về rồi. Nỗ mấy kim đường qua chắc lên đường về sớm. Dắt nhau về mà. Qua dắt nhau về sớm. Dắt nhau về. Luật nó lấy cái vạch ở trên các bố đi đá bố ấy bảo bắt vạch ở dưới thì đến ra cho nó lém cầu nó bảo ông sút bố qua lưới không đòi học sinh vào đá thì. Thế à? Chó mình Thanh nói thằng người nó không nghe. Thế à? Thôi cho chúng nó đi, nó thích đi huyện. Cái thằng ở Hòa Lâm thì học sinh nó to mà. Cũng hai thằng đấy cơ quyến kia kìa, bóng đến chân chả sút được quả nào. Tôi chết rồi. Đá luôn. Vào đây. Cho cái đường ăn quả đi. Bóng gần vào rồi mà không đẩy vào được. Ở nhà thì tinh tướng. Một cô ơi, thôi không ấy, mình đồng lỗ thua rồi. Đấy, ra đây đấy. nó phải tự tin thế này. Mình là vô địch tự tin rồi. Là, tự tin là tốt rồi. Vô sân... địch mặt tím là chưa được quả nào. Ui giời, vào rồi. Nó xin vào. Xây quả mộ hay nhỉ chú nhỉ? Như kiểu trong cái họ cắt cái sớ trước nhỉ? Kiểu như cái hình ấy. Hình chú để ý mấy đám ma nó cắt cái hình ấy không? Cắt cái ở bát quái bên trên đấy không? Hình kiểu ấy đấy. Đấy, đúng bóng như ở cái cây cổ mộ đánh bát đấy. Kiểu đúng hình đấy mà. Cổ vũ trên kim đường này lấy quả đó cho. Khi thế. Nhung mang bóng suốt ở sân này mà không đẩy được quả nào vào. Ưa bóng đá đấy mà không luyện cho bọn nó bác. Ông chỉ đi trực tiếp cái vụ gì vinh quang bái tổ gì. Đang bác ấy à, thấy ông đọc ở trên phầy đấy à. Đang đọc đấy. Xem đâu mà. Thế đây. Có cái cà lê trong này không nhỉ? Ôi ôi, cha cổ vũ thì bóng đá cũng cà lê mới mỏ lết. Dị nữa xuống Hiền nó đưa cho. Nay cử xuống Hiền đi. Nay đi không gặp người yêu. Đi không gặp người yêu. Hiện nay đi Hà Nội rồi. Hà Nội từ chiều qua rồi. Chiều qua chiều nay. Chiều qua. Chiều qua đi học mà xong là em về trước đèo về trước là đi ô tô xem nhiều ô tô vách. Không biết gì. Đi chuyển nhà cho em gái. Đến Mỹ Đình. Chỗ học ấy chuyển nhà. Hôm đấy nó giàu nhỉ. Mày mua nhà được rồi. Mua nhà bao tỷ. Đức xuống làm quả Đức 30 tỷ. 30 tỷ nhà chắc phải đẹp lắm đấy nhỉ. Ngân hàng. Bà Mai bà mua không phải chồng chứ còn chồng. Vợ gì. Bà Mai bà mua nhà của cụ của hậu. Bà Mai mua nhà cụ hậu mấy tỷ đấy. Bán nhà trong Hà Đông đi rồi. Xưa mua cái nhà đấy mua là 2 tỷ mấy 3 tỷ đấy. Bây giờ bán bao nhiêu? Chắc giờ lại để lại tiền thế. Để lại cho chị gái. Để lại cho chị gái thì lại không lấy chồng nữa. Chị gái bán nhà Hà Đông đi nhỉ anh hiểu không nhỉ? Ừ, lại đang nói chuyện nó lại vào hết đây này. Thế sao? Đang quay trực tiếp này. Ra tiền là mất. Ok. Đâu, không phải đây chứ, em đang quay thường rồi. Quay để chúng lưu lại, chúng đưa em quay. Hiệp 2 cho Đức vào đá nhá. Thầy Tuyến đâu rồi, hiệp 2 cho Đức vào đá thay một bạn. Thay bạn ở Kim thay Đường. Thay bạn Kim Đường. Đá đúng rồi. Không, đá. Không phải vào đá. Nó đá tốt mà. Đá để khỏe. Đức vào đá đi. Để bác ra, bác lấy áo thôi nhá. Đâu, bác khỏe đi. Đá không? Đá núc cho nó máu. Cho đá thật mà. Đá áo cho đá thật nhá. Lấy áo xanh đá nhá. Lấy áo máu xanh cho. Trời, đá đi. Đá đi, ngại gì. Bác cắn thú lại là đẹp. Đá cho đông đỗ thua đi. Ôi. Ngại gì. Ngại gì đi ra đây. Đi, hiệp 2 cho tay. Ơi, cái tay luôn. Sao? Đá đi. Đá đi, đá đi. Sao? Ê, hiệp 2 nhá. Thôi sao bây giờ hiệp 2 đá. Sao bây giờ rồi. 1-2 phút nữa thôi. Hiệp 2. Nó cứ gắt gắt. Nó cứ nhìn nó cứ mặt nó thiện thiện đấy. Đẹp trai nhỉ. Đá phải có cạ chứ. Đi mượn cái giày của thằng bé bé. Đẹp trai thật cơ. Hỏi nó chả đông bố chả đông mẹ. Tuyến ở dưới sân kia chú, trước mặt đấy. Tuyến ơi, con đôi giày nào không? Không, chắc học sinh đâu. Con đôi giày nào không? Kia, giày cả anh kia đi bảo học sinh mà. Bảo
tìm một bạn nào đấy chứ. Kia toàn đứa chân bé. Ông kia hay uống rượu. Và ông người đây mà chị. Cái thôn này mà. Đây là Ngọc Trục à? Vâng, Ngọc Trục ạ. Thế à? Mạnh Tân. Mạnh Tân dịch dưới một ít nữa. Đấy, cách mấy trăm mét nữa thôi chị này, 300 mét nữa tới. 300-400 mét nữa. Sáng năm nhỉ? Sáng năm gì vậy? Đá với anh người đấy, anh hay đá với nhau đấy. Mấy anh em hay đá với nhau đấy. Mưa tốt thế đang gì nữa? Đấy, quyến cho bạn đi. Cái bé quá nhỉ. Cái thằng số 7 đấy, ở nhà tinh tướng lắm cô ạ. Thôi mình vô địch rồi, tinh tướng lắm. Bảo chờ cô lai, thế mà nó phé xe đạp nó đi mất. Tìm không thấy đâu, điên thích chứ. Khỏe. Bảo có ba bạn kim bồng thôi, tìm lên xe. Bảo chú Thành Nai, ba cô Huế, còn hai bạn lên đây. Thôi tìm không thấy đâu nữa. Vào đi, quả lửa đây. Đấy, thằng kia bắt kính hơn. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Tuyến ơi.